Thường thì mọi người sẽ có những cái cách để có thể lưu giữ những ký ức của mình, đó là mọi người sẽ dùng điện thoại, dùng máy ảnh hoặc máy phim để có thể lưu giữ những ký ức của mình. Và nhà sở tụi mình cũng có một cách khác, đó chính là tụi mình sẽ dùng nghệ thuật và dùng màu vẽ để có thể lưu giữ những ký ức của mọi người lên trên đá, lên trên gỗ, lên trên bình giữ nhiệt và những sản phẩm về thiên nhiên. Thì vẽ trên sở thì bên em cũng cần độ tỉ mỉ cao và chính xác nhiều hơn và tránh sai sót ít nhất.